Chào mừng các bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì đang trên đường từ nhà Phong về thì cháu Trình có ghé qua nhà của hai bé Tuấn và bé Viện. Không biết là đi học về chưa các bác ạ? Có mang theo cầm theo tông đơ ấy các bác, tại vì hai đứa cũng tóc cũng dài lắm rồi. Thì cháu Trình sẽ qua để cắt tóc cho hai đứa luôn các bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời cô bác anh chị cùng theo chân của cháu Trình đi xem bé Tuấn và bé Viện về chưa các bác. Thưa các bác, là hôm qua thì cháu Trình với lại anh Phong có đi lên trên bản cũ ấy, các bác có làm dự án trang trại. Thì ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành là đi làm dựng nhà luôn các bác ạ, ở đấy luôn. Thì có nhiều cô bác ấy sợ là anh Phong không làm được, chân bị như này thì sợ không làm được. Nhưng mà bây giờ là nghề tốt nhất của anh là ở đấy nuôi dê được các bác ạ. Nuôi dê với lại nuôi vài con gà ấy các bác. Đấy, tại vì bây giờ thì anh đi buôn các loại khác thì không thể nhanh bằng người ta được rồi các bác ạ. Đấy, thì sẽ hướng anh ấy làm một cái trang trại. Thì cháu Trình sẽ gắn bó với anh Phong, nói là cho anh Phong làm, nhưng mà có khi là cháu Trình sẽ can thiệp vào nhiều hơn cả anh Phong cơ các bác ạ. Đấy, sẽ làm hết mọi thứ để cho mọi thứ trôi chảy hết thì cháu Trình sẽ mới đi vào chỗ khác các bác ạ. Ra đến đây thì cũng nghe thấy tiếng của hai bé Tuấn ở Viện rồi. Ui, đang tắm hay sao ấy các bác ạ. Hôm nay thì bác của hai bé Tuấn ở Viện không ở nhà. Đấy, vẫn đi làm các bác ạ. Đấy, cháu Trình qua đường thì thấy gặp đang làm ở bên kia. Lâu không ra là con chó này cũng lớn nhanh phết rồi này. Trước là con nhỏ lắm. Làm gì ấy? Chào chú chưa? Ba chào chú. Đang tắm à? Ba chào chú. Đây là ngoan thế. Rồi, ngoan thế. Đây các bác ạ, đang gặp hai đứa đang tắm này các bác. Bác không ở nhà mấy hôm nay là ngoan ngoan lắm rồi các bác ạ. Đợt trước thì vẫn còn tắm là phải nhắc nhở nhiều ấy các bác. Đấy, mấy hôm nay lên là khác hẳn luôn, tự đi tắm. Có lạnh không Viện ơi? Có lạnh không? Không. Có lạnh là tắm nhanh lên đi. Tắm giờ này không lạnh. Tưởng là chưa tắm thì chú lên cắt tóc cho chứ. Chú cầm tông đơ lên rồi này. Sao lại tắm rồi? Ui giời. Tắm xong lại cắt tóc. Tắm xong lại cắt tóc. Cắt xong lại tắm. Đi thay con áo mình có. Tắm xong chưa? Thằng đi ơi. Đấy, hai đứa là ở nhà là khác tự tắm luôn các bác ạ. Hôm nay thì bác trai với lại bác gái là mấy hôm nay là hôm nào cũng đi làm hết. Ở nhà là tắm xong này, là đi lấy dê về các bác ạ. Làm mọi thứ. Đấy. Đi học là từ đi bộ về Viện. Mấy qua thì cháu Trình cũng đi vào trường ấy các bác. Tưởng là hai bé chưa về, chạy đi vào trường thì đi vào đến đấy là không thấy hai bé nữa. Là ra đến đây thì hai bé đã đi về rồi. Ui, đừng nhìn nước này, bẩn hết rồi này. Nước này lấy uống mà. Đừng nhìn. Đấy, bẩn hết rồi. Đi tắm xong thì đi thay quần áo đi Viện Tuấn. Lau người cho nó ủi, đợi sắp ngã đấy. Lau người cho nó khô vào. Ra xem hai bé có giặt quần áo phơi hết chưa. Quần áo vẫn chưa giặt à Viện? Quần áo giặt chưa? Giặt rồi sao lại để vào đấy? Hay là vẫn chưa giặt đấy? Chú xem đi, chú xem đi. Lại vừa xong lại để đấy đúng không? Đấy, mấy hôm nay là mùa hè rồi, giặt quần áo phải giặt thường xuyên rồi nhá. Mỗi ngày thay một bộ nhá. Đấy, đi học về là phải tắm xong thay. Từ. Nào lấy cái áo nào không mặc nào, áo này không mặc nhá. Đây để chú lau người đó, người còn ướt thế này này. Bây giờ khăn lau thì không có. Lau người cho nó khô đã, xong mới mặc áo chứ. Nào đây để chú lau đấy. Mở ra rồi. Rồi, mở ra để chú lau cho anh Viện đấy. Anh
cái áo này. À, lấy áo đấy lo làm việc. Ui giời. Sao sao vẫn còn dính dính cái gì đấy? Tóc dài lắm rồi đấy nhỉ? Ai mà đúng có sao mất đấy? Cái này không à, cái này vừa mới lau xong mà, lấy phơi đã. Đấy, mặc quần đâu? Này, Tuấn. Đấy, đang thay quần thì bé Tuấn ngại cô bác. Chạy ra đây thay. Đấy, thay xong là giặt quần áo luôn nhá Viện ơi. Giặt cái quần luôn nhá. Đừng để đấy giặt xong là đi lấy dê. Còn mai lên thì sẽ qua để cắt tóc cho hai bé Tuấn Viện các bác. Bởi vì mới tắm xong thì cắt tí lại phải tắm lại thì để mai cắt luôn các bác. Đấy lấy quần áo ra đây giặt luôn nào Viện. Đấy mang ra đây, mang ra đây. Thế nước ở đấy, nước ở đây. Mấy hôm nay là bác trai bác gái là hôm nào cũng đi làm ở Viện. Dạ. Nào ra đây chào các ông các bà nào không chưa chào nhỉ? Con chào các ông các bà. Rồi. Tuấn đâu? Chào các ông các bà đi. Đây ra đây. Đấy. Con chào các ông các bà. Rồi. Đấy tóc là rất là dài đấy. Giặt đi. Về là khác tự giặt áo luôn, các bác là phải rèn thôi. Rèn cho nó cho tắm xong là phải giặt luôn các bác ạ. Để đến ngày mai là lại lười ấy các bác. Cứ tắm xong, giặt xong là làm cái khác là mới đi làm. Đấy. Ở nhà là bác không ở là thường làm những công việc gì Viện? Đi học về ấy. Đi học về là tắm giặt xong là đi làm gì? Lấy dê về. Lấy dê về xong là làm gì nữa? Hả? Không làm gì nữa à? Có nấu cơm đợi bác không? Bác quá thì quá. À. Nghĩa là phải đi học về tắm rửa xong là nấu cơm cho bác thôi đúng không? Đấy. Hôm nào cũng thế nhá, hôm nào cũng phải đi học về là phải tắm này. Tắm giặt xong là đi lấy dê. Giặt đi. Đâu xem cái mặt nào. Cái mặt con đau không? Không đau à? Dạ. Sợ nó có sẹo lắm các bác ạ. Sợ nó thâm ấy, thâm đen đấy. Sợ lâu nó sẽ... Không biết là lâu thì nó có khỏi không? Sợ nó cứ có một cái bớt đen đen ở mặt này các bác. Giờ vẫn còn sưng một tí nhỉ? Không đau nữa đúng không? Dạ. Đấy, Tuấn giặt đi. Ui già, đâu cái quần nào, cái quần mặc kiểu gì đây? Đây để chú sửa cho. Cái này phải lấy ra ngoài chứ. Đấy. Không có quần đùi à? Rồi, giặt đi. Giặt đi. Đấy. Học về là phải giặt cho nó sạch sẽ vào. Ngoan như này bác mới thương nhỉ. Hôm nay thì đi vào bản. Đi vào nhà anh Phong ấy các bác thì cũng không có quán tạp hóa nào mà mua cho hai bé gói kẹo để ăn nha. Hôm nay không có quán nào ấy nên là không mua. Mai ra cắt tóc sẽ mua nhá. Đấy, tóc rất là dài rồi, che hết tai rồi. Cắt luôn. Hôm nay cắt á? Thế cắt xong tí có tắm không? Có cái tắm. Tắm rồi nhỉ? Tắm rồi mai cắt đi. Tí nó dính vào người là ngứa lắm. Không ngủ được đâu. Nhá. Giặt đi, giặt đi. Giặt nhanh lên xong đi lấy dê đi. Hôm qua bố có lên đây không Việt? Bố nuôi ấy. Có. Có à? Đấy hôm nay nghỉ sớm hơn hôm qua đấy các bác ạ. Tại vì là đấy cháu Trình đi đến tận trường đấy các bác để đón hai bé, nhưng mà đi đến trường thì thấy hai bé đã về rồi, không còn gặp nữa. Chạy về nhà thì thấy hai bé đang tắm rồi đấy các bác. Ra đi. Ai à, giỏi thế nhỉ. Giỏi quá. Được rồi.
để đây đi. Để đây xong ra xà phòng đi. Ui nước đen thế nhỉ. Nước đen thế. Đấy xà phòng đấy đi. Đấy, đổ nước này ra đi viện. Nước rất là đen này. Đổ nước vào. Viện à, để xà phòng vào đi Tuấn. Đấy, để cho hai bé tự làm luôn cô bác ạ. Bây giờ cháu Trình sẽ xem hai bé giặt như thế nào. Từ từ đấy, để xà phòng trước này. Đấy. Đấy. Để một tí xà phòng nữa. Chú lại dạy lần nữa nha. Đấy, Tuấn thì khả năng là vẫn chưa biết này. Viện thì chắc biết rồi. Đấy, bây giờ khuấy cho nó đều đi. Cho nó tan hết bọt đi. Rồi viện để nước thế thôi. Đấy, khuấy cho nó hết bọt đi nhé. Hết xà phòng đi rồi mới để quần áo vào. Nếu mà hôm nay cháu Trình lên mà cháu Trình phụ ấy các bác, thì mai hai bé ở nhà hai bé lại không biết làm. Thà là dạy hai bé làm. Để mà mấy hôm sau mà cháu Trình không lên hai bé còn biết làm ấy các bác. Đấy. Khuấy cho nó đều vào viện. Khuấy cho nó hết tan hết bọt đi. Cho nó ra hết bọt đi. Xong mới để quần áo vào. Mạnh vào như này này, xem chú làm này. Đấy. Cái này nó mới ra bọt. Đấy, ra hết bọt rồi. Tan hết xà phòng rồi thì mới cho áo vào. Đấy, bây giờ mới giặt. Giặt nào. Bác là bác trai bác gái là mấy hôm nay lại đi làm rồi các bác ạ. Lại đi làm thuê rồi. Hai bé ở nhà. Khi mà trước thì hai bé Tuấn và Viện chưa ra đây ở với cô bác, thì có mỗi bác trai đi làm thôi. Bây giờ thì hai bé Tuấn và Viện ra ở với bác rồi, thì phải thêm rất là nhiều chi tiêu khác đấy cô bác. Nên là cả hai người, hai bác là phải đi làm hết. Đấy, tối thì mới về. Đây là quần bác mà nhỉ? Giặt hộ bác luôn à? Dạ. Rồi, vò cho nó sạch vào nhá. Này, nước rất là bẩn đấy, rất là đen đấy. Vò lại đi. Vò mạnh vào. Áo của ai đây? Áo của con. Của con à? Bẩn quá nhở. Mặc chắc là từ 2 ngày, 3 ngày rồi đấy nhở? 4 ngày. 4 ngày? Ôi dồi. 6 ngày rồi. Ôi dồi. Cả 4 ngày. Đấy, đấy, xem này. Nước này, ôi dồi, đen hết rồi. Đen xì hết rồi kìa. Đây, chú giặt phụ này. Mấy cái này là phải vò mạnh vào nó mới hết được các bác ạ. Tay hai bé yếu thì khả năng là chỉ hết được một nửa thôi. Đấy, nhẹ nhàng, từ từ, ui từ từ thôi, Tuấn. Từ từ thôi nhá. Từ nhà của anh Phong ra đây ấy, các bác, thì cũng gần thôi. Đi hơn tiếng là đến rồi các bác ạ. Hơn một tiếng đi xe là đến rồi. Nên là thỉnh thoảng là đi làm về vẫn phải qua nhà bé Tuấn viện, nếu mà hôm nào mà sớm ấy các bác. Đấy, qua xem hai bé ăn ở như thế nào. Rồi ở nhà một mình ấy các bác, có biết làm những công việc như giặt quần áo, tắm rửa không đấy các bác. Đấy, thỉnh thoảng là lâu lâu lại ra nhắc bé các bác ạ. Hôm nay thì cũng cùng Phong đi đi xem dự án trang trại với các bác. Đấy. Thì cháu Trình đã quyết định rồi các bác ạ, phải làm mà. Làm cố gắng làm thôi các bác ạ. Tại vì bây giờ mà đi buôn sắt vụn hay là đi làm cái khác thì không thể bằng người ta rồi. Còn anh Phong thì một số cô bác thì có khi là vẫn chưa biết về anh Phong lắm, tại vì là có một số cô bác bình luận ấy, bảo là anh Phong như thế này thì làm sao mà làm được. Nhưng mà anh Phong đấy các bác, là từ nhỏ anh đã làm những công việc đấy rồi. Từ khi mà chân bị như thế các bác, là vẫn đi làm bình thường. Vẫn đi cắt cỏ này. Đấy, xong là đi làm nương, làm rẫy, đi cấy bình thường. Là bây giờ làm dự án trang trại của bác thì sẽ nhàn hơn là những công việc thường ngày của anh Phong luôn các bác ạ. Ui dồi, cái này còn bẩn lắm này.
rất là mong sẽ nhận được những đóng góp, những ý kiến đóng góp của các bác để cho cháu Trình với lại anh Phong có thể thực hiện được cái dự án trang trại của cháu Trình với lại anh Phong, để cho cháu Trình với lại anh Phong có những cái động lực tích cực đấy các bác. Đấy, để nước vào đi. Để nước vào đi mẹ. Để nước vào đi. Bẩn lắm nhỉ. Đấy, hôm nay thì trời cũng ấm rồi các bác. Tầm này là tắm nước lạnh là vẫn bình thường. Gì đấy Tuấn? À, giặt khăn à? Bây giờ viện để cho nó đầy đầy đi viện, đầy nước đi. Để hai bé làm thì lâu lắm các bác ạ, phải phụ một tay thôi. Đấy, mang ra đây. Làm thì vẫn làm được nhưng mà rất là lâu các bác, vẫn chưa thể nhanh nhẹn được. Đẩy nước này, nhìn nước này, ui rồi đen xì hết nhỉ. Đen rồi. Thế hôm nay là đi học tự đi bộ về à viện? Dạ. Có bạn đi cùng không? Có. Có à? Dạ. Học viết nữa. Học viết cũng đi cùng. À, bạn gì? Bạn Tuyết. Bạn Tuyết á? Ừ. Đi học thì qua cái đồi này các bác, là bên kia cũng có vài căn nhà nên là có bạn đi học các bác ạ. Cái khăn này cũng đen xì hết rồi nhờ. Bây giờ giặt xong là phơi quần áo xong là đi lấy dê là vừa đấy các bác ạ, đi lấy dê xong là có khi là các bác đi làm về rồi. Khả năng là phải giặt thêm một nước nữa. Đấy, sạch được. Chậu này bị thủng đúng không? Ừ, nhẹ nhàng thôi nhé. Cho nó nhanh xong đi lấy dê đi tối đấy nha. Được rồi, đồ đi. Đấy, biết giặt cả quần cho bác luôn này các bác. Rồi đấy nhỉ, đi bác về chắc là bác thơm mỗi đứa cái rồi đấy nhỉ. Ui, cái móc này hơi to nhỉ. To là mình làm như này nhá viện. Đấy, làm như này này.
không? Không đủ thì mình phơi như này cũng được. Ấy nha, giỏi thế nhờ. Giỏi thế. Ôi, đi cẩn thận nhé, viện nhé. Cái này là không cẩn thận dẫm vào đây, phát là lại rơi xuống bên kia đấy. Lao hơn. Đi đi ra đi để chú sửa nào. Chú sửa lại cái này nào. Không cẩn thận là cứ chơi chơi là không để ý là dẫm vào đây lại rơi xuống đấy. Dẫm vào đây không rơi nhá. Nhưng mà đừng ra đây nghịch quá nhá viện nhá. Đấy, đi. Bây giờ đi lấy gì à? Để chú cầm đi. À lấy cỏ để cho bò đi viện. Nó kéo rồi thì... Dê mình buộc ở đâu đấy viện? Không có kẹo đâu, có tông đơ thôi. mai lên mua kẹo cho nhé. Nha. Phải ngoan như hôm nay nhé. Phải về phải tắm xong giặt thì chú mai. Mai không tắm, hôm nay tắm rồi. Đây cô bác ạ. Đấy, mắt này cô bác bị thâm như này, thâm đen như này cô bác ạ, không biết có bị sao không? Đây, ngừng lên nào. Đây các bác, thâm đen như này này. Chỗ này cũng thế. Giờ là vẫn chưa lành hết các bác ạ. Đây, nào nghiêng sang bên này. Đấy, đây các bác ạ. Bị ngã xuống là chỗ này nó dập vào các bác ạ. Bị dập chỗ này xuống. Nên là bây giờ nó sưng chỗ này này các bác. Xung quanh là đen hết như này. Không biết là lâu nó sẽ khỏi không. Nó có bị đen, thâm đen như này không các bác ạ? Đói chưa? Đói à, ăn lạc thế này. Đói à? Nào đi lấy dê đi. Anh đi, tối rồi đấy. Dê buộc ở đâu đấy điện? Dưới ba. Tóc dài rồi. Đấy bây giờ là đi chơi hay là đi nghịch cái gì thì cẩn thận vào nhé. Mặt mình như thế này không đẹp trai nữa rồi. Đẹp trai mặc quấn rồi nhờ. Mình nhớ chắc là nó tự khỏi rồi nhá. Lạnh à viện? Lạnh à? Lạnh không? Không lạnh sao lại tay cứ như thế này đấy. Tay cứ như thế này ấy. Đấy, hôm nay là cũng không lạnh mấy đâu các bác. Ở ngày thì trời rất là nắng. Đấy, tầm này là cũng hơn 5 giờ ấy các bác ạ. Mấy ngày hôm nay thì trời tối muộn hơn đấy các bác. Mùa hè rồi nên là hơn 6 giờ trời vẫn còn sáng mờ mờ ấy các bác ạ. À dê dưới kia kìa. Nhanh lên. Đi lấy dê thôi. Lấy dê về xong làm gì phụ bác thì làm. Xong chú đi về. Không.
Đấy, đuổi đi về đi. Thôi. Đây đây, kéo dây, kéo dây, kéo dây. Sao có hai con này đi nhanh chen thế nhỉ? Sao hai con này láo thế nhỉ? Cầm dây đi, Tuấn, nhanh lên con của con đâu. Ui ui, cẩn thận, cẩn thận. Đuổi con kia lên. Kéo mạnh vào viện ơi. Kéo mạnh vào, ra bên này, ra bên này, chạy ra bên này đi, chạy ra bên này. Chạy ra bên này ấy, ra bên này ấy. Đấy. Đấy. Kéo mạnh vào. 1 2 3. Con ai được trước nào? Đấy, lưu này. Đi bên kia, đi bên kia. Rồi, đi. Điện đi. Mấy con dê con này là cũng lớn phết rồi các bác ạ. Đây, bây giờ rất là khỏe mạnh luôn. Dê thì chỉ tầm 6-7 con thôi các bác ạ, là thành một đàn, cũng là thành một đàn nhỏ đấy các bác. Đấy. Dê thì không phải cho nó ăn gì cả, cho nó ăn cỏ thôi nên là nuôi rất là dễ. Nếu mà dự án của cháu Trinh với lại anh Phong làm ấy các bác thì khi là nuôi dê. Nuôi một dê thôi, kéo mạnh vào viện đây. Rồi mùa này làm gì còn có ổi nữa. Đấy 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 đấy. Nó kéo như này này, đừng cho nó ra bên này. Sợ đấy. Kéo mạnh vào viện, cầm dây ngắn rồi. Một con là con đấy chưa đẻ là buộc ở dưới kia các bác ạ, con này đẻ sẽ buộc ở chuồng. Thì ở đây đúng không Viện? Đấy, một cái chuồng thì bây giờ con dê nó đẻ rồi các bác, thì buộc ra ngoài một con các bác ạ. Chuồng có khả năng là hơi chật chội của bác, nếu mà buộc cả hai con vào ấy thì thành 4 con rồi, cả con của nó nữa các bác, làm hơi bé. Nếu mà con kia đẻ nữa thì khả năng là phải làm lại cái chuồng rồi các bác ạ. Buộc xong chưa Viện? Đấy, không biết buộc là cứ phải cuốn cuốn như này thôi các bác ở đây. Không biết buộc thì... à, buộc ở đây. Đấy, không biết buộc ấy chứ. Chắc chưa? Nào. Chắc là cái gì? Chắc là nó tuột đi ấy nhỉ? Tuột là tao gì? Thế bây giờ có lấy nước cho bò trâu uống không? Cho bò uống không? Bây giờ là tao uống chưa hết này. Hả? Không phải. Nước thì khả năng chưa sạch được, đi, đi về đi. Đi về rửa tay rửa chân đi. Rửa tay cho nó sạch vào, rửa tay lại. Tay cầm dây dê là mùi lắm, thế nào người xem nào, có mùi không? Đi đi đi, rửa tay đi. Ôi giời, thằng này lại nghịch tông đơ rồi. Lại nghịch tông đơ cắt vào chán rồi các bác ạ. Cứ để tông đơ ở đấy lại đi nghịch. Tơ ra đây nào, ra đây rửa tay rửa chân đi. Chú có kẹo đây này. Rửa tay, rửa kẹo nha. Đấy, đâu, xem nào. Xem nào. Ôi dồi ôi.
Đây các bác, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đây. Cắt vào đây này. Đấy, từ nghịch tông đơ cắt này các bác, cắt đi hai hai chỏm vào đây. Mai là cắt chọc rồi, cái này không sửa được rồi. Rất là nghịch, thích nghịch tông đơ luôn các bác ạ. Lấy ra tông đơ ra lần nào là không để lên cao, lần sau ra phải rút kinh nghiệm để lên cao các bác ạ. Để đấy không lại lấy ra nghịch. Vừa mới đi buộc dê về đã thấy nghịch rồi. Rửa tay đi, rửa tay. Rửa tay chưa? Yếu niêu. Rửa rồi. Tuấn rửa chưa? Sạch chưa? Ui, tóc như này mai đi học là các bạn cười đấy, các bạn trêu đấy. Giờ thì tắm xong rồi. Cũng tối rồi các bác. À, cắt luôn thì tí lại phải tắm lại. Ui trời ơi, đừng có nghịch như thế nhá, lần sau này nhá. Nhá. Bây giờ mai là phải cắt chọc rồi. Hỏng hết rồi, mai đi học là các bạn trêu rồi. Ui, cái này mai không thể sửa được rồi, cắt chọc rồi. Phải hết tóc rồi đấy. Nào đi, rửa tay xong chưa? Đấy các bác, nội dung video thì hôm nay cũng lên tiện thể đi ngang qua các bác thì sẽ quay lại những thước phim mà sinh hoạt hàng ngày của hai bé Tuấn ở viện cho các bác xem. Đây đây đây, để cho các bác xem lại cái tóc của mình nào. Còn bây giờ thì cho cháu Trình xin phép được kết thúc nội dung của video tại đây. Bây giờ cháu Trình sẽ đi di chuyển đi về các bác. Xin chào các bác. Nào, chào các bác ông các bà đi. Cô chào các ông các bà. Tuấn đậu. Chú cô chào các ông các bà. Đấy, mai là phải ra sửa cái này rồi các bác ạ. Đây.